Ngày 18 tháng 7, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động cùng văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trực tiếp ra khơi để trao cờ Tổ quốc cho ngư dân đang đánh bắt trên biển Phú Quốc. Đoàn được hỗ trợ di chuyển trên cano của trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông tiến thẳng ra khơi. Đi khoảng 2 hải lý, đoàn tìm gặp chiếc tàu câu mực của ngư dân Võ Xuân Thu, có trên 30 năm làm nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển Phú Quốc. Tàu của ông nhiều ngày nay ra khơi với lá cờ đã cũ. Ngay khi cán bộ, chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông thông báo có đoàn công tác của báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc, ông rất bất ngờ và xúc động. Trao tôi lá cờ, tôi cũng được hoan hạnh, rất cảm ơn và tôi nên gìn giữ lá cờ để đi khơi đám biển để gìn giữ Tổ quốc biên cương của đất nước Việt Nam mình. Tôi cũng xin cảm ơn quý anh. Trên chính chiếc tàu của mình, ông Thu cùng ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động và đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông đã thay lá cờ Tổ quốc mới giữa trùng khơi trên nền nhạc bài hát Tiến Quân Ca. Người Lao Động trao cờ cho ngư dân hôm nay, về bản thân tôi thì rất là vui mừng. Về mặt ý nghĩa thì có ý nghĩa rất là to lớn, là thứ nhất là động viên tinh thần cho ngư dân để có sức bám biển và khẳng định cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cái thứ hai nữa là cùng với lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi là góp sức là thực hiện cái chỉ thị 01 của Thủ tướng về việc là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân ở khu vực vùng biển để cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ biên giới vùng biển của Tổ quốc. Sau khi trao cờ Tổ quốc cho ngư dân, đại diện báo Người Lao Động đã trao tờ rơi của chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông đã tuyên truyền cho bà con ngư dân khái quát về biển đảo Việt Nam, thực trạng các vùng biển đảo và quy định đánh bắt thủy hải sản trong vùng biển giáp tranh với các nước, một số quy định pháp luật liên quan đến đánh bắt thủy hải sản, hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.